Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tranh ghế Bộ Chính trị, Bộ trưởng Hùng đòi cắt luôn Facebook tại Việt Nam. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào hôm 24 tháng 11 năm 2020 đã tiết lộ một nhân vật có thế lực trong chính quyền Việt Nam muốn chặn Facebook tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13 để ghi công tiến thân vào Bộ Chính trị. Thông tin này được cung cấp bởi một người nắm thông tin về hoạt động kiểm soát mạng Internet của chính quyền Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội Đảng bộ Bộ Thông tin Truyền thông vào ngày 18 tháng 8 năm 2020 và ông vốn là một tướng quân đội. Người này cho biết Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là người đề xuất chủ trương chặn Facebook một vài tháng trên danh nghĩa là để kiểm soát thông tin, tránh nhiễu loạn trong dư luận về Đại hội Đảng, nhưng thực chất là với mục đích nhắm đến một ghế trong Bộ Chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long, đồng giám đốc tổ chức các sáng kiến pháp lý Việt Nam và là người điều hành luật khoa báo chí cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi sắp đến Đại hội Đảng có những quan chức muốn chứng minh khả năng quản lý mạng và năng lực đối phó với các mức đe dọa tới chế độ. Đấy là bản đạp để thăng tiến. Và bình luận về việc một bộ trưởng có ý định dùng việc chặn Facebook để lấy đó làm thành tích tiến thần, ông Nguyễn Hữu Vinh, một cựu thiếu tá an ninh từng bị bỏ tù vì viết blog và cổ suý cho dân chủ, tự do, chính trị, được biết đến với cái tên blog Anh Ba Sàm đưa ra quan điểm của mình như sau. Đó là việc làm dại dột, lợi bất cập hại. Ai muốn thực hiện điều này sẽ cần phải có sự đồng thuận của Bộ Công an, vốn đã được xem là người gác cổng bảo vệ cho an ninh của chế độ. Việc này sẽ động đến đời sống của nhiều cơ quan khác nhau liên quan đến Internet, mạng xã hội. Trên thực tế, tôi cho rằng họ sẽ không có đủ thời gian để làm. Nếu làm, sẽ gây bão dư luận, dẫn đến chôn vùi sự nghiệp. Vì vậy, đây chỉ là một lời dọa để lấy điểm cho hình ảnh cá nhân. Nhà hoạt động Trịnh Hữu Long đưa cái nhìn có phần ít lạc quan hơn khi cảnh báo rằng những lời đe dọa đối với Facebook khi Đại hội Đảng đến gần chỉ là chuyện trước mắt. Còn về lâu dài, chính quyền Việt Nam vẫn có để bỏ ngỏ khả năng cấm cửa mạng xã hội của Mỹ này. Đây là hình ảnh biểu đồ tỷ lệ người sử dụng các mạng xã hội tại Việt Nam trong bài viết của Vietnamnet vào hôm 24 tháng 11 với tựa đề Mạng xã hội Việt Nam đang ở đâu so với Facebook và Google. Ông Long nhận định trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội tiếp tục gây sức ép và mặc cả với Facebook, trong khi tiếp tục tạo điều kiện cho các mạng xã hội trong nước hình thành và phát triển để làm đối trọng. Một bản tin của Vietnamnet vào hôm 24 tháng 11 cho hay, đến tháng 11 năm 2020, Zalo hiện là mạng xã hội nội địa lớn nhất Việt Nam với khoảng 60 triệu người đang dùng, gần đuổi kịp Facebook. Xếp sau là Mocha 12 triệu thành viên, Kapo 6 triệu thành viên và Lotus 2,5 triệu thành viên. Theo ông Long, thực trạng đó cho thấy những lời đe dọa của chính quyền đối với Facebook ngày càng có sức nặng và mạng xã hội Mỹ phải suy nghĩ nghiêm túc về nguy cơ mất thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, ông Long dự báo rằng Việt Nam sẽ không ra đòn một cách thẳng thừng. Ông nói, Việt Nam không dại gì đùng một cái chặn Facebook, nhưng họ sẽ làm cho việc truy cập Facebook bị mất ổn định, kém, chậm, làm cho người dùng chuyển sang các mạng xã hội khác, nhất là các mạng nội địa. Áp dụng chiến thuật này, chính quyền sẽ làm cho người dân chán nản với mạng xã hội của Mỹ. Song song với việc đó, chính quyền cũng tung ra các chiêu thao túng, làm cho dư luận Việt Nam chia năm xẻ bảy, không phản kháng. Căn cứ vào kinh nghiệm và quan sát của mình, nhà hoạt động hiện nay sống làm việc tại Đài Loan đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng đa số người Việt Nam không có thói quen phản ứng và thường chọn cách thích nghi với hoàn cảnh. Ví dụ như thảm họa môi trường Formosa vào năm 2016 là vô cùng lớn nhưng mức độ phản kháng rất thấp và tan rã sau 2 tuần. Sự kiện dự luật đặc khu và an ninh mạng vào mùa hè năm 2018 cũng tan rã, biến mất sau 2 cuộc biểu tình. Tôi luôn đánh giá cao khả năng thao túng dư luận và đàn áp của chính quyền và tôi tin rằng người dân Việt Nam sẵn sàng có những phản ứng mạnh mẽ trước việc chính quyền chặn các dịch vụ Internet. Ông Nguyễn Hữu Vinh thì đưa ra nhận định lạc quan cho rằng ý định của chính quyền Việt Nam cấm Facebook là cực kỳ khó thực hiện và càng khó hơn nếu họ muốn làm như vậy trước Đại hội Đảng. Đây là hình ảnh các hướng dẫn mới nhất vượt tường lửa để truy cập Facebook được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ông Vinh dẫn ra kinh nghiệm bản thân, từng quản trị trang blog có rất đông người đọc trước khi ông bị chính quyền bỏ tù để chỉ ra rằng nếu chính quyền dựng tường lửa để chặn Facebook,
việc này sẽ không có tác dụng được bao lâu vì mọi người sẽ nhanh chóng bày cách cho nhau và nó sẽ tạo thành phong trào vượt tường lửa. Nhà quan sát Dương Quốc Chính cũng có quan điểm này và nhấn mạnh cần phải làm rõ là Việt Nam không thể đóng cửa Facebook được ở bất cứ đâu mà chỉ có thể chặn Facebook bằng tường lửa, tức là thông tin trên Facebook vẫn còn nguyên, chẳng qua bị chặn truy cập các IP Việt Nam. Tuy nhiên, để vượt tường lửa thì cũng không quá khó khăn. Người Việt Nam cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để trèo tường. Và khi người dân Việt Nam mới dùng Facebook cách đây khoảng chục năm thì cũng bị chặn tường lửa một thời gian. Nhân dân vẫn vượt tường để truy cập bình thường, nhưng vì hồi đó ít người dùng nên không nhiều người quan tâm. Hơn nữa, từ trước đến nay, Việt Nam vẫn đang chặn các trang web được chính quyền Cộng sản đặt tên là phản động. Nhưng ai muốn đọc thì vẫn trèo tường vào bình thường. Ông Chính khẳng định, bây giờ nếu chặn Facebook thì cũng chỉ chặn được mấy ông bà già, dân quê, thiện lành, không biết trèo tường, nhưng rồi họ cũng học nhanh thôi. Khi ai cũng biết trèo tường lửa thì tường lửa lại vô ích. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Vinh còn dự đoán một cơn bão dư luận nếu chính quyền Việt Nam nhất quyết chặn Facebook. Đây là hình ảnh Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về số lượng người dùng Facebook tính đến tháng 7 năm 2020. Đây là con số được đưa ra theo Statista.com. Ông Vinh cho rằng sẽ có một tác động trái chiều khi xét đến thực tế là hiện nay có khoảng 68 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam, bao gồm cả nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài lẫn chính các bộ, ban ngành, trung ương, địa phương, nên việc dựng tường lửa sẽ gây ra bão dư luận. Hậu quả của việc cấm cản Facebook là phản ứng của xã hội lớn đến mức không thể tưởng tượng được, ông nói như sau. Nó ghê gớm, lâu dài ở mọi hang cùng ngõ hẻm của đất nước, từ những người dân họ rất cần những dịch vụ nhắn tin, nói chuyện, trao đổi hình ảnh, cho đến các lãnh đạo trên cao muốn qua Facebook để biết chút gì đó về dư luận xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông có thể nói rằng đã có mạng nội bộ rồi, nhưng ai cũng thấy là mạng nội địa rất yếu, trong khi Facebook rất tiện lợi, kết nối rộng rãi, cuộc sống, việc làm ăn của người ta trên Facebook này là rất ghê gớm. Ông Dương Quốc Chính cũng có khẳng định rằng hiện nay Facebook bây giờ có vai trò quá lớn ở Việt Nam về thương mại điện tử, marketing. Từ các mẹ bỉm sữa bán hàng qua mạng đến các đại công ty muốn quảng bá hình ảnh, tiếp thị sản phẩm, báo chí cách mạng, người của công chúng đều có fanpage của Facebook. Thử hỏi một ngày kia phải trèo rào mới vào được Facebook thì thương mại điện tử Việt Nam bị một cơn địa chấn, báo mạng online cũng giảm lượng bạn đọc đáng kể, nhà mạng cũng bị giảm lưu lượng truy cập đáng kể, cũng là cú sốc với họ. Ngoài ra, ông Vinh còn dự báo nếu chính quyền cấm mạng xã hội của Mỹ, động thái này cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nước ngoài và các đại sứ quán nước ngoài, mang lại cái nhìn hết sức tiêu cực về Việt Nam trong con mắt quốc tế. Trong khi đó, có nhiều người cho là Trung Quốc chặn được Google và Facebook thì Việt Nam cũng làm được. Đây là hình ảnh những trang mạng xã hội trên thế giới đều bị Trung Quốc chặn. Ông Dương Quốc Chính cho rằng đây là nhận định sai lầm bởi lãnh đạo Trung Quốc có tầm nhìn xa hơn Việt Nam nhiều. Khi họ chặn Google và Facebook thì dân Trung Quốc chưa kịp sử dụng dịch vụ của hai công ty này đủ lâu và sâu. Họ lại ngay lập tức có ngay các trang web Trung Quốc có dịch vụ tương tự để thay thế, nên dân Trung Quốc cũng không bị ảnh hưởng và không bị sốc. Ông Chính đưa ra giả định, cứ chặn thử một tháng thì nhà mạng sẽ lén mở hoặc bật đèn xanh cho dân vào được. Nhất là trong tình thế kinh tế suy thoái do Covid mà đi chặn Facebook thì tức là Bộ Thông tin và Truyền thông chặn đường làm ăn của Bộ Công Thương và chính con cháu mình là các nhà mạng. Hơn nữa, Facebook là nơi dân chửi chế độ xả stress, còn lành hơn là đi biểu tình, bạo động. Cái gì cũng có tính hai mặt, phản động tung tư liệu xấu độc thì đảng cũng có thể tung tài liệu nhồi sọ ngược lại. Giờ chặn Facebook thì mất luôn kênh nhồi sọ. Facebook cũng là kênh thăm dò dư luận về chính sách không chính thức, bỏ sao nổi. Cơ hội chặn Facebook chỉ có khi Việt Nam có được mạng xã hội có vai trò tương tự như Facebook. Nhưng khi đang có Facebook thì không bao giờ mạng xã hội Việt Nam ngóc đầu lên được vì không thể cạnh tranh về tính năng, dịch vụ, nhất là sẽ mất tính tự do kiểm duyệt. Nhưng nếu chặn Facebook để mạng xã hội Việt Nam phát triển thì lại dính hệ lụy nói trên. Và nếu phải bỏ Facebook thì người dùng cũng sẽ chọn nhà cung cấp khác của Mỹ chứ không phải dùng mạng xã hội nội địa của Việt Nam. Tóm lại là Việt Nam sẽ không thể chặn Facebook, hoặc nếu có thì cũng bắt cóc bỏ đĩa, dăm bữa nửa tháng lại đâu vào đấy. Nhà mạng sẽ tìm cách lách luật để hút khách, giữ khách. Mạng xã hội là vấn đề hòa hợp giữa kinh tế, chính trị, xã hội, nên mình ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cũng không thể tự quyết được.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020 với bản tin Tranh ghế Bộ Chính trị, Bộ trưởng Hùng đòi cắt luôn Facebook tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.